nhiệt trở lại hơn nữa, ban tổ chức thay mặt cho gia đình xin tuyên bố một câu rằng buổi lễ mừng tân gia đại cát của gia chủ ngôi nhà mới sân trường chính thức được bắt đầu. Xin mời toàn thể quý vị dành cho gia chủ ngôi nhà mới ta một tràng vỗ thật lớn nhất toàn thể quý vị ơi, vỗ là thật to một lần nữa.
cùng kính thưa toàn thể quý vị. Như vậy đến giờ tổ chức buổi lễ mừng tân gia đại cát của gia chủ ngôi nhà mới khang trang thịnh vượng trong buổi trưa ngày hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng kính mời vợ chồng gia chủ gia đình ngôi nhà mới của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay, đó là gia đình vâng ạ xin xoài lên sân khấu để ra mắt toàn thể quý vị. Xin mời toàn thể quý vị dành một tràng tay chào đón vợ chồng gia chủ gia cát vâng ạ mừng tân gia ngôi nhà mới vợ chồng xin xoài chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Mừng một tràng tay thật lớn lên toàn thể quý vị ơi. Gia nhà cô phi đã ghi lại khoảng khắc hạnh phúc nhất tuyệt vời nhất của gia chủ ngôi nhà mới ngày hôm nay. Vâng ạ, xin trân trọng kính mời ạ. Vâng ạ, trên khấu lúc này là vợ chồng gia chủ ngôi nhà mới ngày hôm nay. Thưa lời muốn nói cho vợ chồng gia chủ, vâng ạ, ngôi nhà mới ngày hôm nay. Xin mời, vâng ạ, vợ chồng, vâng ạ, xin chào ta kính chào toàn thể quý vị ạ. Đầu tiên cho phép tôi thân mặt cho gia chủ ngôi nhà mới nhà em này gửi đến toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc quý vị thật vui tươi và ngon miệng. Kính thưa toàn thể quý vị hiện diện trong buổi tiệc mừng ngôi nhà mới ngày hôm nay, đúng là đàn ông thì xây nhà, đàn bà thì xây tổ ấm. Như vậy nghi thức buổi lễ mừng tân gia ngôi nhà mới hạnh phúc nhất ngày hôm nay chính thức được bắt đầu. Kính thưa toàn thể quý vị, chúng ta đang sống và bước đi những giây phút hân hoan tuyệt vời nhất của tháng 10 mùa thu và chuẩn bị đón chào một năm mới đầy hứa hẹn, một tương lai tươi sáng. Và hôm nay trong tiết trời của mùa thu thật tuyệt vời để đến đây sẻ chia niềm vui hạnh phúc hân hoan trên buổi lễ mừng ngôi nhà mới. Và thực sự có lẽ thưa toàn thể quý vị, nếu như sinh nhật, lễ hội và Tết thì được diễn ra và lặp lại hàng năm, còn đối với mừng ngôi nhà mới thì đôi khi mỗi một đời người chỉ được diễn ra một lần. Và trong nhân gian có một câu nói rằng Tấu Châu hỏi vợ làm nhà, trong ba việc ấy việc nào cũng to. Và câu nói đó còn nguyên giá trị cho đến ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể quý vị, Tấu Châu có nghĩa rằng chúng ta chọn công việc gì để phù hợp nuôi sống bản thân. Hỏi vợ là giây phút hân hoan tuyệt vời nhất và được nắm tay người mình yêu đi suốt cả cuộc đời. Làm nhà thì đánh dấu sự trưởng thành cột mốc tình yêu, hạnh phúc và gia đình. Thưa toàn thể quý vị, an cư mới lạc nghiệp. Ngôi nhà không chỉ là để che nắng che mưa mà ngôi nhà còn là minh chứng, là thành quả lao động không biết mệt mỏi của anh chị chồng vất vả, vợ lo toan, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Họ chấp chiêu từng đồng một mới được ngôi nhà khang trang như thế này. Và ngôi nhà là sự giúp đỡ của bà con lối xóm về mặt tinh thần cũng như vật chất. Và hôm nay đây chúng ta không thể không tôn vinh của những người thợ. Họ đã lấy những viên gạch, tảng đá, thanh sắt chấp nối với nhau thành một thể thống nhất và có một ngôi nhà khang trang như thế này. Và không để quý vị chờ lâu hơn nữa, ban tổ chức thay mặt cho gia đình xin tuyên bố một câu rằng buổi lễ mừng tân gia đại cát của gia chủ ngôi nhà mới sân trường chính thức được bắt đầu. Xin mời toàn thể quý vị dành cho gia chủ ngôi nhà mới ra một tràng vỗ tay lớn nhất toàn thể quý vị ơi. Vâng ạ, thật to một lần nữa. Xin cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều. Và sau đây gia chủ ngôi nhà mới cũng có một đôi lời vâng phát biểu cảm ơn tới toàn thể quý vị. Xin được trọng kính mời ạ. Song phủ chán na chúng ta có sang nhám châu khẩu con đông khỏi cỏ tay kiến du hát chơi được con mẹ em bố lưu phùng ta xin cò mi tôi bún tên bún mi suy khẩn xin cò phong đô làm cò má má người thương bên lào cò may ó tó mọt mới xin lấy cò sang mình đi hỏi đang gặp bên lại diện chú hơn kém khám phá giác nó ngoài nương mà điệp tàu sáng tan khẩu cáo lòng mới có mê sang bản sĩ phương
áo khăn đến tặng đến hen. Mà tủm tôm sang xuống khỏi đủ làn má đó chúc mong họ con mẹ ngày em sống phải sáng tác nâng chơi đạo cả nào khăn làm dưới lần này em đi em đi họ lấy đèn trong lưu lại bán trong làn này chắn đem vô bán làn ngã ở xuống khỏi đó con mẹ ngày em tới cầu đức sĩ đất đâu. Thưa thay mặt cho gia chủ ngôi nhà mới tuần này, ban tổ chức xin trân cảm ơn toàn thể quý vị quan khách, các quý thân các bà cô dì chú bác anh em bạn bè về tham dự bữa cơm thân mật mừng tân gia đại cát của gia chủ ngôi nhà mới ngày hôm nay. Chúc quý vị sức khỏe dồi dào và chúc quý vị thật vui tươi và ngon miệng. Xin trân trọng cảm ơn và sau đây xin mời gia chủ vâng ạ, chúng ta nâng ly rượu để chúc mừng toàn thể quý vị về tham dự. Xin trân trọng kính mời ạ. Vâng ạ, xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng lên chén lên nào, toàn thể quý vị ơi. Tôi xin đến 1, 2, 3, chúng ta rơi thật to được không ạ, toàn thể quý vị ơi.